Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau khi nhớ về quê hương đất nước, nơi chôn rau cắt rốn. Và với những công dân Việt Nam xa xứ đang sinh sống, học tập và lao động ở Trung Quốc, hay là những người Trung Quốc đang ở Việt Nam sau một thời gian dài do dịch COVID-19 không về được quê ăn Tết, thì có lẽ là cái Tết năm nay sẽ là cái Tết đáng nhớ, mong chờ, ý nghĩa và trọn vẹn nhất. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vào những ngày cuối năm. Ngay khi biết tin Trung Quốc hạ cấp quản lý dịch COVID-19 và cho khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại các cặp cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc, chị Vũ Thị Dung quê ở Ninh Bình đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để về quê đón Tết cùng gia đình sau 3 năm xa quê vì dịch COVID-19. 3 năm rồi, thời gian này với COVID này, 3 năm rồi mới trở về, bây giờ mới mở cửa khẩu mới trở về. Còn ngày trước năm nào cũng về lần. Cảm thấy lòng bâng khuâng, muốn rơi nước mắt ra, muốn cảm thấy đau lắm không được về quê hương. Mình cảm thấy được gặp cái người thân vui ơi là vui. Cảm ơn đất nước của mình, cảm thấy mình về như một nhà của mình vậy. Còn với chị Võ Thị Hiền ở Nghệ An, việc được trở về quê hương, được nhìn thấy những dòng chữ Việt, nói tiếng Việt sau 5 năm xa xứ, được chị ví như sự kiện trọng đại của cuộc đời. Biết thông tin được quay về Việt Nam thì rất mừng thế thôi. Mừng muốn đếm từng ngày từng giờ luôn đấy. Vì 5 năm rồi mà không về được gặp quê hương này, cha bố mẹ, anh chị em. Vừa mới qua cái chỗ này, qua cái đọc cái chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, em cảm giác rất là sung sướng. Cảm giác rất thật lòng mà em muốn khóc luôn mà em đọc cái chữ đấy là em thấy về Việt Nam mình rất là mừng. Những ngày cận Tết Nguyên đán, không chỉ có người Việt rời Trung Quốc về quê ăn Tết, mà mỗi ngày cũng có vài trăm người Trung Quốc rời Việt Nam để trở về đoàn tụ cùng gia đình, đón xuân mới sau chuỗi ngày dài xa quê vì dịch COVID-19. Ở Việt Nam 3 năm qua, tôi rất an toàn, không bị mắc COVID-19, nhưng lại rất nhớ nhà, mong được về thăm gia đình từng ngày, từng phút. Giờ được về, tôi không biết nói gì vì xúc động và quá vui. Biết tin Trung Quốc hạ cấp độ dịch và cho mở cửa khẩu, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Giờ chỉ muốn làm thủ tục thật nhanh để được về nhà, về bên gia đình sau 3 năm không được về. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc về quê ăn Tết, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xây dựng phương án phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, an toàn. Đối với cái thủ tục của người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu ấy, thì là phải có hộ chiếu và giấy tờ có giá trị. Đối với công dân Trung Quốc thì là phải có thêm là cái xét nghiệm TPCR 48 tiếng. Còn đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam thì chỉ cần có hộ chiếu còn giá trị là được. Các chuyên gia y tế đánh giá, Trung Quốc mở cửa biên giới, có thể sẽ có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam. Chính vì vậy, thành phố Móng Cái đã chủ động chuẩn bị sẵn các phương án để không ảnh hưởng đến niềm vui hồi hương của những công dân xa xứ. Chúng tôi cũng đã rất là chủ động trong việc nắm bắt các cái thông tin, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay thì cái cơ chế vùng xanh an toàn không còn phù hợp nữa, thì chuyển sang một cái cơ chế phối hợp mới giữa hai bên, cửa khẩu hai bên. Do vậy là chúng tôi cũng cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng bên Đông Hưng, bên khu phòng thành Trung Quốc và bên phía Việt Nam để có một cái thông tin thông suốt, để có một cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả. Dù phải xếp hàng, phải đợi chờ, nhưng với họ, hôm nay là ngày trở về bên gia đình sau bao năm xa cách, là ngày mà cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời.